Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi những hình ảnh tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, nơi chỉ ít phút nữa thôi thì Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ lên tàu hỏa rời Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có thể thấy hiện tại tại ga Đồng Đăng thì mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Người dân Lạng Sơn đã mang hoa và cờ để tới tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 2 tháng 3 thì Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Liệt sĩ vô danh Bắc Sơn. Trước đó, vào ngày mùng 1 tháng 3, ông đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo lịch trình thì ông sẽ rời Hà Nội trong sáng nay, di chuyển bằng ô tô lên Lạng Sơn để lên đoàn tàu bọc thép của mình và trở về Triều Tiên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 3, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2, ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội, diễn ra trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc. Ngày 1 tháng 3, thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm lần này có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho và em gái ông Kim là bà Kim Yo-young. Triều Tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 1950, trở thành nước thứ ba sau Trung Quốc và Liên Xô có quan hệ với nước ta. Gần 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam, Triều Tiên không ngừng được củng cố và cải thiện. Chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un đã đánh dấu lần thứ hai lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam. Ông nội của nhà lãnh đạo, cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, từng thăm chính thức Việt Nam vào năm 1958, cũng như có một chuyến thăm vào năm 1964. Ông Kim Jong-un đã đến Việt Nam từ ngày 26 tháng 2. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội để thảo luận về vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Sáng nay, ngày mùng 2 tháng 3, thì Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Liệt sĩ vô danh Bắc Sơn trước khi rời Hà Nội. Tại Đài Liệt sĩ vô danh Bắc Sơn và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉnh vòng hoa tại đây. Theo lịch trình thì ông rời Hà Nội trong sáng nay, di chuyển bằng ô tô lên Lạng Sơn để lên đoàn tàu bọc thép của mình và trở về Triều Tiên. Hiện các công tác chuẩn bị tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn đã cơ bản hoàn tất. Người dân Lạng Sơn đã tới
khu vực và mang theo hoa cũng như cờ để chuẩn bị tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Sáng nay, người dân Lạng Sơn đã mang cờ và hoa tới khu vực để chuẩn bị tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Hiện các công tác bảo vệ an ninh cũng như công tác đón tiếp đã sẵn sàng. Tại ga Đồng Đăng hiện tại thì đoàn tàu bọc thép màu xanh lá cây đã xuất hiện và đang chờ đợi ông Kim Jong Un. Hôm 26 tháng 2, sau khi đưa ông Kim đến ga Đồng Đăng để di chuyển bằng ô tô về Hà Nội, đoàn tàu này đã lái ngược lại và chạy về phía Trung Quốc, lưu lại đó. Từ sáng sớm nay thì người dân Lạng Sơn cũng đã xuất hiện trên con đường trước ga Đồng Đăng với trang phục truyền thống, tay cầm cờ Việt Triều và hoa để chuẩn bị tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là đoàn xe của ông Kim Jong Un đã tới ga Đồng Đăng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì sau khi ông Kim Jong Un đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn thì ông đã rời Hà Nội và tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn để lên tàu. Theo kế hoạch thì ông sẽ lên tàu và trở về Triều Tiên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, ông đang vẫy tay chào người dân Lạng Sơn. Từ sáng sớm nay thì người dân Lạng Sơn đã mang cờ và hoa tới để chuẩn bị tiễn ông Kim Jong Un. Ông Kim Jong Un đang vẫy chào và vâng, ông đã có một hành động cảm ơn sự đón tiếp của người dân tại Lạng Sơn. Hiện Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang chuẩn bị bước lên tàu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã chuẩn bị lên tàu.
khép lại chuyến công du 5 ngày tại Việt Nam. Ông đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3 sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã bước lên đoàn tàu bọc thép của mình và ông đang vẫy chào. Vậy là Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã lên tàu. Theo sau là phái đoàn Triều Tiên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa rời khỏi ga Đồng Đăng, khép lại chuyến công du 5 ngày của ông Kim tại Việt Nam. Để theo dõi những sự kiện mới nhất, xin mời quý vị và các bạn hãy tải ứng dụng VTC Now trên chợ ứng dụng Google Play và App Store. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự kiện trên VTC Now và VTC1.